Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Thanh Gót You Are Here, ơn rời cậu đây rồi. Chúng ta đã mở cánh cửa của hai căn phòng và bây giờ chúng ta sẽ đến căn phòng thứ ba. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta cùng xem nghệ sĩ Tấn Hoàng đang chuẩn bị như thế nào. Thật sự là Tấn Hoàng xem cái chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi thì Tấn Hoàng rất là thích. Thích là cái chỗ cái nhạy bén của diễn viên và cái nhạy cảm của diễn viên, cái sáng tạo của diễn viên trong một giây phút có đột xuất nào đó mà không học kịch bản trước. Tấn Hoàng xem thì thích lắm, rất là thích, nhưng mà không dám tham gia là tại vì mình không có những yếu tố đó. Tấn Hoàng sợ mà ra mà mấy em nó lanh lợi quá là Tấn Hoàng bị giống như bị trùng lại thì nó uổng chương trình. Trưởng phòng nào Tấn Hoàng cũng thích đó. Tấn Hoàng gặp trưởng phòng nào là Tấn Hoàng diễn với trưởng phòng đó. Cái quan trọng là cái sự sáng tạo của mình, mà chương trình này có cái vấn đề đó, không có kịch bản trước, cho nên mỗi lần mà quay chương trình này á, diễn viên phải tập trung dữ lắm, tập trung cao độ mới làm được chương trình này. Hãy dành một tràng vỗ tay cho Tấn Hoàng, xin mời. Mọi người thấy bộ trang phục thế nào ạ? Được đấy chị ạ. Và trưởng phòng đang chờ đợi anh ở trong căn phòng số 3 này. Anh có lo lắng không ạ? Lo thì không lo, mà muốn xỉu rồi. Mở cánh cửa này ra, hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Mời anh. Đổi phòng đi. Đổi phòng. Ơn trời, ba đã tới rồi. Ba không nhớ con hả? Hương con, ba nhớ con mà ba sợ con lắm. Con khó lắm. Không có nào đâu, ba nuôi con 15 năm nay rồi, sao hôm nay ba chê con có? Không, ba thương con lắm, ba nhớ con dữ lắm. Con biết ba hôm nay ra thánh đường này nè, cho nên con chờ ba. Ba ơi, ba hết thương con rồi hả? Ba thương con nhiều lắm chứ Hương. Con ba nói thương gì con, sao con gửi, ba gửi con qua bà ngoại. Ba gửi con qua nhà ngoại để ba đi lấy gì? Ba ngoại là để ba đi lên này. Vợ á, má con mất rồi. Từ bữa mà sanh con ra đó, tội nghiệp, gia đình hồi đó nghèo lắm Hương. Sanh con ra thiếu thốn quá, cái má sanh ra cái mất sức, chết luôn. Trời ơi, má con đẻ ra rồi ai cho con bú? Con bú bà Vú. Bà đâu rồi? Bà chết rồi. Con biết con bú sao bà chết luôn rồi. Ba có phụ không? Con mệt. Ba phụ cái gì? Ba có phụ bà Vú nuôi con không? Có. Thầy ba yếu quá, thầy thường ba quá, ba có cho con qua bà ngoại. Nhưng mà ba thương, ba nhớ con lắm, nhưng mà con cũng thông cảm cho ba. Má con mất mười mấy năm rồi. Trời ơi, con khóc cái miệng giống má con quá. Ba nói ba nhớ con, mà ba gửi con 4 ngày nay, ba gặp con, ba không có ôm con. Con, ba thương con lắm, Hương ơi. Ba ơi ba, nay ba làm gì ba thơm quá vậy? Hồi đó giờ ba ở với con, ba hôi rình à. Con đừng làm nhục ba trời ơi. Sao hôm nay ba thơm vậy? Tại vì ba hẹn với... Hẹn với ai mà ba chà con dữ vậy ba? Hẹn với con nè. Ba nói nghe nói ba con ra thánh đường phải không con? Ôi ba xạo, ba hẹn con nào con trốn bà ngoại ra đây mà. Thôi đừng có trách ba nữa. Thật sự là ba... Ba... Má con mất bao nhiêu lâu rồi, đúng không? Bây giờ cho ba bước thêm bước nữa đi con, nghe Hương, tội nghiệp ba. Ba... Gì? Ba nói nhà mình nghèo quá hai cha con, ba ráng cho con học tới đại học luôn. Bây giờ con mới học có lớp 9 à. Ba đi lấy vợ vậy rồi, rồi ba có bỏ con vô chạy mồ côi không? Không. Bà ngoại nói ngày xưa nghèo quá cho nên là hả, má có bầu con, má không có ăn. Đúng má rồi. Ăn ít lắm cho nên má mới sanh con ra, má kiệt sức mới chết. Bây giờ ba lấy vợ nữa rồi, cái cô đó cổ về cổ lấy của ba xong rồi, giờ nhà mình cũng nghèo rồi, cổ sanh con cho ba rồi cổ chết nữa sao? Không có đâu. Cái cô sao này giàu lắm. Tại vì ba nghèo quá, ai cũng coi thường ba hết. Ba không lấy ai được hết. Cái cô này thương ba, thương cái thật thà của ba. Nghèo nhưng mà thật thà của thương.
con chịu lấy ba đó con. Vậy là ba mê tiền của người ta, ba lấy người ta hả? Đúng ra là cái gì con? Con hỏi cái gì không phải mê tiền. Nhưng mà tại vì khổ quá, ba muốn có chút đỉnh tiền để lo cho con ăn học tới nơi tới chốn đó. Thôi ba gạt con, hồi đi lấy vợ ba bỏ con vô chạy mồ côi. Ba ơi, tối nào á con ngủ ba cũng hát cho con ngủ hết trơn á. Con về bà ngoại mớm quá, bà ngoại hát không có được. Bây giờ ba hát cho con ngủ nha. Ba ơi. Ơi. Ngày xưa ba lấy má con nghèo lắm hả? Nghèo lắm con. Bị không có tiền mà ông ngoại con đâu có chịu đâu. Ồ. Nhưng mà tại ba đeo má con. Dạ. Khi sanh con ra, ông bà ngoại con nó mày thứ mày mạt mà bà lấy con tao để nó thiếu ăn nó chết như vậy. Ba hận cái đó, bây giờ ba làm sao có tiền để ba lo lắng lợi cho con. Bởi vì lúc đó ba trong tay không tiền, đời mày ai thương. Nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ghê, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ con biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không sống trong mơ, kiếp người phần số riêng ai. Trần gian là cõi đọa đày, thì cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đau. Vì kim tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiện không có. Ba thương má con lắm hả? Sao giờ ba đi lấy vợ khác? Ba lấy vợ khác là tại vì ba bước thêm bước nữa để lo cho con mà. Thôi ba gạt con đúng không? Nhà có ai cho con à? Ngày xưa má con nghèo, lấy ba. Bây giờ á, ba làm ăn khá giả rồi, ba lấy vợ. Đừng có trách. Ba nhìn con, ba nhớ má con lắm. Con giống má con dữ lắm. Trắng trẻo, cao ráo. Ba lỡ nói tôi nghiệp ba. Tôi tha lỗi cho ba đi. Ba. Nhưng mà ba khuyên con nha. Dạ. Ở nhà sao cũng được. Ra đường chịu khó mang guốc lên cho con. Nói người ta cao mà. Chịu khó thôi, không chịu thôi. Không dám nói con nữa đâu, con gài hoài. Ơi. Ơi. Sao con trắng bóc mà ba đen thui vậy? Con là con nuôi hả ba? Con là con ruột của ba, tại con giống má con đó. Vậy hả? Má con trắng lắm hả? Má con trắng dữ lắm. Má con đẹp lắm hả? Má con đẹp lắm. Vậy sao ba không thương má con, ba đi lấy vợ? Má con chết rồi. Hiểu không? Má con đã bỏ ba má đi là mười mấy năm rồi. Để ba bước thêm bước nữa đi. Con đừng có trách ba đen. Ba có đi tắm trắng đó. Nhưng mà cái chỗ tắm trắng không tắm nữa. Sao vậy? Nó nói ông tắm ba lần mà như vậy thì đừng bao giờ tới đây. Sao vậy ba? Mang tiếng ở chỗ của tôi. Ồ, lén rồi đi tắm trắng luôn nha. Tắm tại vì cái cô sau này thích ba trắng. Mà trắng không nổi con. Ôi, được. Nhưng mà đỡ lắm con. Dòng họ bên nội con vậy không đó. Ba vậy là ba trắng nhất nhất nhà đó. Thiệt hả? Thì con nghĩ là bên nội con đen cỡ nào. Ôi giờ ba muốn lấy vợ. Bây giờ hôm nay thánh đường rồi. Con đi về ngoại cho ba lấy vợ nha. Ba hứa là lấy vợ xong ba đón con về. Ba đừng có bỏ con vô chạy mồ côi nghe. Bà ngoại già lắm rồi, bà ngoại nuôi con cũng được đâu nha. Ừ. Con đi nha. Con đi hả? Con đi, ba cảm ơn con nhiều. Nhiều kỳ vậy? Con đừng có hỏi hoài ba mà. Đi nha. Con. Con. Trời ơi, cô dâu tới luôn rồi. Con của anh đó. Con anh hả? Ừ. Trời, lại đây má biểu. Lại đây, lại đây. Con kiếm cái ghế bắt lên bây giờ. Quê ba. Sao vậy? Em muốn ba đựng ơi, nó. Này dì ghẻ của con á hả? Không, dì thôi không có ghẻ à. Không có ghẻ đâu. Lại đây dì biểu. Ba ơi ba, mấy bà đẹp đẹp vậy nè. Là bà kèo trên ba đúng không? Con yên tâm đi. Thương ba dữ lắm. Thương ba lắm không sao. Đó, thấy sướng không? Thương lắm luôn đó bé. Thấy hai cái màu sướng không? Ba ơi. Ơi. Rồi sao ba hung tới? Tối ngủ ba mới hung. Ba ơi. Gì? Người ta đẹp như vậy là về nhà thế nào ta cũng đập con à. Ba không nghe ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đâu ba. Có đâu con yên tâm đi, không bao giờ có. Mẹ tốt lắm. Tốt vui lắm. Thời gian mà má con mất á, rồi ba mới bị sản đi, ba bị thần kinh, ba nằm bệnh viện vài ngày.
là gặp bà này ở trong á. Hả? Trời ơi, trời ơi, trời. Má, má. Gì con? Ba ơi, con chịu bà này rồi. Chịu không con? Con là no đủ rồi đó, ngay tầm vốn. Thôi bây giờ ba trả lời cho con đi. Trả lời sao nữa? Ba lấy bao nhiêu vợ? Con hỏi ba năm nay có bao nhiêu vợ? Ba mới liền lấy sổ ra coi. Từ năm 20 cho đến năm 53 ba có tất cả là năm cô vợ. Cô vợ đầu tiên ba cưới ở Cần Giuộc, con của bà ba ban mắm ruốc ở ngang đình. Ba cưới nó năm trước thì qua năm sau cái bụng nó trình bình. Trời ơi, bà này là bà thứ sáu, ba thương lắm. Mấy bà kia chết hết rồi, không biết chừng nào tới bà này. Ba chưa thấy bà đâu, bà nói chừng nào bà chết là sao? Ví dụ ba bây giờ ba lấy cổ ơi, ba về với con. Anh quyết định đi. Bà thấy cô đẹp, bà sắp sáp vô bển hoài. Bà thấy bên đây thiếu tức tức, bà không thương con nữa đúng không? Anh qua đây với em. Không, bây giờ như vậy. Hôm nay mà sau khi cưới cho con, anh ấy về ở chung với em nha. Ở chung tội nghiệp, lo cho nó học em ơi. Năn nỉ là sao ba? Hả? Cổ phải nuôi con chứ bà năn nỉ. Không có năn nỉ. Ba nói lệnh luôn. Dạ, nói đi. Ba lệnh là nó về ở ha. Bây giờ như vậy, con quyết định. Ba lấy vợ hay không là con quyết định. Giờ ba nếu con nói ba bỏ là ba bỏ, ba lấy là ba lấy, tùy con. Nhưng mà con phải thương ba, cho ba lấy đi. Cái gì tùy vậy ba? Tùy con đó, con tính đi. Bây giờ ba muốn lấy cổ phải không? Ba muốn đó nhưng mà tùy con thôi. Ba thì ba muốn đó. Mày cứ dụ con nói không thì ba muốn sao? Bây giờ ba muốn mà tùy con nói không là sao? Là sao? Vậy với con. Thiệt con? Thiệt. Ba dễ con mà ba có vui vẻ không? Làm sao vui được con? Nhưng mà thịt cha con phải chịu thôi. Bên đó người ta cao quá mà, tao đẹp quá mà, đâu có tèm về với con gái xấu xí đâu. Bây giờ tao lại, mày đừng hỏi tao nữa được không? Thôi được rồi. Ba có vô cái cặp của con đâu rồi? Cặp con đâu? Cặp con đây nè. Thôi được rồi. Ba muốn lấy cổ của đẹp quá mà, của cao quá mà, của thơm quá mà. Ba lấy tôi bỏ uổng. Trời ơi, làm sao bây giờ ở với con? Con á, để bà ngoại nuôi được rồi. Rồi nữa mà ngoại già, ngoại chết, ngoại bỏ con vô trại một coi, con sẽ bơ vơ đầu đường xó chợ. Ai hỏi con sẽ nói con là con của ông Tấn Hoàng. Con nó nói vậy rồi, anh xin lỗi em. Mình chia tay đi em ơi. Anh, thôi em chấp nhận được không anh? Chứ bây giờ thấy nó em tội nghiệp quá. Thấy chưa, bà gài đọc không? Vậy? Hả? Bà nói vậy thì bà thua con đã, còn bà quay qua bà nói bà gài làm sao? Bây giờ bà về với con phải không? Về với con? Ban ngày bà ở với con. Ừ. Tôi đi vậy. Tôi mà. Mày vậy, bà lì quá vậy. Không, tôi mà. Tại con lì trước. Nè. Hả? Con biết cổ lâu rồi. Mỗi lần á, ba đi làm á, cổ có qua nhà cổ chơi với con. Cổ qua ngoại, ba chào ngoại rồi. Trời ơi. Nè, cái này chiếc nhẫn hồi lúc má mất á, bà ngoại giữ lại. Bây giờ bà ngoại nói á, là đưa cho ba. Để ba đi cầu hôn người ta. Quỳ xuống cầu hôn ta đi. Nhẫn này của má con hồi đó hả? Ừ. Ba nhớ ba bán rồi mà. Bán lên đi ba. Đúng rồi, kỷ vật của vợ tôi đi mà. Sao xạo hoài à? Không bán. Quỳ nó đàng hoàng. Hôm nay anh chính thức cầu hôn em. Một cái kết quá có hậu mà cả nhà này đứng theo kiểu đúng kiểu bậc thang lên này. Quay không? Đây nhìn đây. Quay nha. Đây. Đứng đúng kiểu bậc thang luôn. Anh không liên quan đến việc này. Cao dần đều, đẹp vô cùng luôn. Ơi là đẹp luôn. Thưa giám khảo Hoài Linh, anh đánh giá phần vừa rồi thế nào? Và đặc biệt là với những giọt mồ hôi trên trán của khách mời trong chương trình ạ. Trước tiên cảm ơn Việt Hương và cảm ơn Mỹ Hạnh.
Thật sự đối với anh Hoàng thì cả một cái bề dày kinh nghiệm là một cái người đàn anh ở trong nghề, đối riêng với anh. Anh Hoàng thì anh có cái nhạy bén, bởi vì cái thời gian mà anh em đi làm chung á, có những lúc anh Hoàng cũng chỉ miếng mảng cho anh rất là nhiều, cho nên là anh biết là anh Hoàng, anh rất là nhạy. Những cái nhấn nhá của anh Hoàng á, rất là hay, dễ tạo tiếng cười cho khán giả lắm. Mặc dù là anh ra mồ hôi như thế đó, nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu anh thì không phải dạng vừa đâu. Đối với cái tình huống này thì nó còn nhẹ dữ lắm, bởi nội lực của anh rất là mạnh. Quý vị thấy rồi, anh hát tân nhạc cũng hay nè, anh hát giọng cổ cũng hay. Anh rất là nhạy khi anh đưa cái câu giọng cổ của bác Văn Hường vào rất là đúng lúc. Khi nói 6 giờ là anh quất cái câu đó vô liền. Và tôi thấy cái cách xử lý tình huống như Xuân Bắc nói là một cái kết rất là có hậu. Một lần nữa cảm ơn anh Tấn Hoàng, cảm ơn Việt Hương và cảm ơn Mỹ Hạnh.